Hello, xin chào quý vị và các bạn. Cái video này mình đã chia sẻ rồi 22 phút rồi, nhưng mà mình nói thêm 1-2 phút ở đầu nữa là cái video này này nó rất là xúc tích, nó rất là dài. Mình không phải 22 phút mà mình để cho nó chạy không. Mình nói ở trong nó có rất là nhiều. Trên mình rất mong các bạn xem hết video thì các bạn sẽ nắm được rất rất là nhiều. Còn các bạn chỉ mới xem 2-3 phút mở đầu thôi thì các bạn chưa biết là cái gì. Có thể mới mở đầu nó chỉ là giới thiệu thôi các bạn ạ. Thì các bạn cố gắng xem hết video cho mình. Rất nhiều cái lý thú thú vị mà nó không thể tập trung ở trên đầu mà 2-3 phút được, nó phải kéo dài cái video thì nó mới hết, mình mới chia sẻ hết được. Nên các bạn cố gắng xem giúp mình hết video nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức. Thì hôm nay mình chia sẻ một đề tài nói về quỹ phúc lợi của Đức như thế nào, bởi vì có một số cháu và bạn là có, nếu nói yêu cầu thì nó hơi nặng, nhưng mà con có nói với mình rằng cô ơi chị ơi có thể làm một cái video nói rõ về cái quỹ phúc lợi của Đức như thế nào. Mình xin chia sẻ rằng cái quỹ phúc lợi của Đức hiện nay như thế nào. Nhưng trước khi chia sẻ nhé, thì mình muốn nói với các bạn rằng các bạn yêu quý mình thì các bạn vào xem video cho mình, nhưng mà mình cầu mong các bạn hứng thú và xem, không xem hết thì cũng phải xem một nửa, già nửa video giúp mình. Chứ vừa rồi đấy, mình video nào mình cũng nói, mình cũng viết, nhưng mà vẫn trường hợp với xảy ra vẫn xem có hơn 1 phút, chia bình quân có hơn 1 phút chứ không nổi 2 phút các bạn ạ. Thì YouTube người ta quét, mà không phải quét độc mình đâu, mà quét cả các bạn cũng xem, mà bị spam cả các bạn cũng xem. Cho nên là mình nhấn mạnh rằng nếu như các bạn thương mình mà các bạn có vào xem, mà muốn cái hiệu quả không phải riêng cho mình mà cho các bạn cũng thế, muốn cái hiệu quả thì các bạn phải xem đến nơi đến chốn, còn nếu không thì thôi, mình không bắt ép được các bạn, đúng không? Cái này là quyền tự do của các bạn. Các bạn thích thì các bạn xem, các bạn không thích thì thôi, mình không thể bắt ép được các bạn. Nhưng mà nếu các bạn nào xem thì cố gắng nhé các bạn nhé. Mình nói rất là nhiều thời gian gần đây ấy, video nào mình cũng nói nhưng mà vẫn vẫn thế xảy ra, mình không hiểu được. Thì các bạn làm YouTube mà các bạn như thế thì làm sao các bạn được thành công? Không thành công đâu. Các bạn cứ để ý rồi các bạn xem, bạn nào mà vào mà cứ bình luận với lại đăng ký vội vội vàng vàng xong ra y như rằng bạn ấy bị quét hết và rồi bị spam nữa. Không phải là mình bị mà các bạn cũng bị, các bạn bị ấy. Nên nó rất là mất thời gian. Thế tội gì mà cứ làm như thế. Thì bây giờ hôm nay là 30 tháng 12 năm 2020 rồi. Là cái ngày nay, sang ngày 31 rồi các bạn ạ. Bây giờ mình làm video đi, bây giờ là 2:02 đêm các bạn nhé. Đấy. Thì đấy, cho nên là mình làm video nó vất vả lắm, nó cực lắm các bạn ạ, chứ không phải là làm một cái video đơn giản cho các bạn xem. Đấy, thì mà các bạn thích xem thì các bạn cố gắng xem đến nơi đến chốn nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, và cũng nhân tiện đây thì ngày 31 là ngày cuối năm của tháng 12 2020 rồi. Thì nốt ngày hôm nay là sang mùng 1 năm mới, thì mình chúc các bạn một ngày cuối cùng của năm cũ và sang năm mới. Thì tiễn biệt một năm cũ và đón chào năm mới, thì chúc các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe và bình an, hạnh phúc gia đình nhân đôi, và trong gia đình thì tràn ngập tiếng cười các bạn nhé.
Mình cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Thì bây giờ mình đi vào chia sẻ, không đợi các bạn để chờ lâu, không không để các bạn phải chờ lâu. Thì cái quỹ phúc lợi của người Đức là như thế này. Bây giờ mình nói đến cái người tự kiếm sống ở Đức nhé. Thì nếu như nói đến người mà tự kiếm sống ở Đức, thì ví dụ như những người đi buôn bán hoặc là mở cửa hàng, thì đi buôn bán rong cũng thế thôi, thì cũng phải là đi buôn bán rong ấy thì phải đầu tư ô tô, phải đóng bảo hiểm ô tô và phải có hàng để chở đi những cái nơi nọ nơi kia bán rong ở các cái chợ. Cũng ví dụ như ở Việt Nam ấy, thì ví dụ như các bạn mà đi chợ huyện chẳng hạn, đấy đấy cũng là một cái dạng đi bán rong cũng giống như thế, thì cũng phải có đầu tư. Mà nếu mà tự kiếm sống ấy thì nếu như bạn mình chia sẻ là nếu đi bán rong hoặc là mở cửa hàng thì nó cũng giống nhau. Nó chỉ khác cái là mở cửa hàng thì vẫn phải có ô tô để mà chạy, ô tô con để mà chạy, nhưng mà mở cửa hàng thì cũng phải đầu tư rồi, cũng phải thuê cửa hàng mà phải trả tiền thuê cửa hàng rồi, tự đóng bảo hiểm ốm đau cho bản thân, mà nếu ai gia đình thì phải đóng bảo hiểm cho gia đình. Và nếu như không có nhà riêng, nhưng mà có nhà riêng thì nói chung là ít người mà trả tiền được hoàn toàn lắm, đa số là trả góp, thì cũng vẫn phải, thì cũng giống như là cái tiền mà mình đi thuê nhà như ở Việt Nam gọi là nhà trọ đấy, thì cũng giống như là phải đi thuê nhà trọ này. Thì bây giờ mình phải tính này, trả tiền nhà trọ này, trả tiền thuê cửa hàng này, và đóng tự đóng bảo hiểm ốm đau cho mình, và ô tô này, rồi tiền hàng hóa này, rồi tiền đóng bảo hiểm của cái cửa hàng không bị đập phá này, hoặc là không bị hỏa hoạn này, đi ví dụ như thế, đóng cái tài sản của trong cái cửa hàng đấy là cũng phải đóng bảo hiểm này. Cái đấy không ai bắt buộc, nhưng mà nếu không đóng ấy, khi mà xảy ra thì các bạn không được đền. Nhưng mà cái đền ở đây khó lắm các bạn ạ. Hàng thì mình có thể là nói là hàng không ai dám khai hết, khai hết thì đóng thuế rất là cao. Mà khi mà cái bảo hiểm nó đền thì nó hỏi cái mình khai báo là bao nhiêu hàng ở trong đấy, và người ta đền mức độ như thế nào. Và tiền thuê nhà này, rồi tiền ăn này, tiền bảo hiểm ô tô này. Rồi ở đây thì không phải mất tiền học phí cho con, nhưng mà con cái đi nhà trẻ hoặc là đi học mà nó ăn ở trường ở nhà trẻ thì cũng phải trả tiền ăn thôi. Còn cái tiền mà đóng cho nhà trẻ thì hình như là đi thì tự kiếm sống, và đi làm thì có phải đóng cái sao, tiền nhà thì có phải tiền tiền nhà trẻ thì có phải đóng, nhưng mà tiền học phí cho các cháu thì không phải đóng, cái đấy thì không phải đóng 100%. Thì rồi tiền ăn này, nó các loại thứ tiền các bạn, nó nhiều loại tiền lắm, rất rất là vất vả. Sống ở nước ngoài này nó cuộc sống nó nặng nề, nó rất vất vả lắm, nó phải lo toan lắm chứ không nhẹ như ở Việt Nam đâu, làm ra làm. Rồi tiền sách vở cho con này, giày dép cho con này, rồi quần áo ăn mặc này của gia đình này, rồi cho tặng này, nó nhiều cái phát sinh lắm các bạn ạ, nó nhiều khoản tiền lắm. Thì nếu mà không kiếm được ấy thì méo mặt đấy, mình Việt Nam mình hay dùng cái từ méo mặt, mà không đủ tiền chi cho nên là phải cố gắng. Ở bên Đức này kiếm tiền cao nhưng mà chi phí rất là cao các bạn ạ, đâu nó cũng vào đấy cả thôi. Thì đấy là mình nói đến cái phúc lợi của cái tự kiếm sống thì nó như thế. Mà lại còn ví dụ như tự kiếm sống thì phải khai đủ sinh sống, thì khai mà đủ ấy, thì ở bên Đức này là không biết là Việt Nam bây giờ đã có như thế chưa, nhưng mà ở Đức này hàng năm là các cháu có đôi ba lần người ta gọi là đi class chân phát. Thì mình cứ hình dung ấy, là đi dã ngoại, đi du lịch. Nếu mà lớp cao ấy thì có thể nó đi sang nước ngoài, nhưng mà cái lớp nhỏ lớp thấp ấy thì đi trong nước, cũng giống như là đi chỗ nọ chỗ kia, đi tham quan đấy, đi 5 3 ngày chẳng hạn là mất tiền, là mất tiền rất là đắt, nhưng mà cũng bố mẹ cũng tự phải trả trả nhiều lắm, nhiều khoản lắm các bạn ạ. Đấy đấy là cái phúc lợi của tự kiếm sống. Còn bây giờ là cái phúc lợi của cái người mà
Thất nghiệp. Thất nghiệp thì nó khác cái là an xã hội, là có nghĩa là đi làm, bạn đi làm nhưng mà đến lúc bạn không có việc làm nữa thì bạn bị thất nghiệp. Thì cái chế độ thất nghiệp, ví dụ như bạn làm 2 năm thì bạn được hưởng thất nghiệp 1 năm, và hết cái 1 năm đấy thì bạn lại không xin được việc thì lại chuyển sang an xã hội. Và quên đấy, mình chưa chia sẻ về cái phúc lợi của Đức, Đông Đức, của Đông Đức ngày xưa và Tây Đức hiện nay. Ngày xưa là xã hội chủ nghĩa, còn bây giờ là tư bản. Thì cái xã hội chủ nghĩa là khi mà mình sang lao động ấy, thì rất là nhiều việc làm, ai cũng có việc làm, hàng thì mua thì khó nhưng mà việc làm rất là nhiều, không ai phải tìm việc làm cả, mà cái đồng tiền nó không bị trượt giá đâu. 30 năm sau cái đồng tiền là vẫn nguyên một giá như thế, chứ nó không có trượt giá như bây giờ. Bây giờ nó trượt giá không khác gì Việt Nam các bạn ạ. Thì đấy là cái thời kỳ Đông Đức, là việc làm rất là nhiều, nhà hàng thì mua thì khó, đi mua hàng để đóng hòm về cực kỳ khó, mà ở Đức này mua cũng rất là khó. Người Việt Nam mình ấy hay ăn cái thời kỳ đấy thì là hay ăn cái, nó gọi là cái mì sợi, nó nhỏ tí thì đi ấy. Nó nhỏ chỉ như cái tăm thôi ấy, thì hôm nào có là người Việt mình đi mua là mua hết ấy, mua mua hết cả cái cửa hàng luôn ấy, nên nhiều khi người ta ghét. Rồi hôm nào mà có chuối ấy, là xếp hàng hàng cây số mua, nhưng bây giờ thì hàng nó gọi là la liệt, chỉ sợ không có tiền mua đấy các bạn, nó khác hoàn toàn. Và Tây Đức bây giờ ấy, tại làm sao mà con người là không có việc làm, bởi vì cái công nghiệp, mình có thể nói thế nào nhỉ, công nghiệp nặng à, công nghiệp toàn dùng bằng máy móc, nó không dùng bằng bằng công nghiệp thủ công, không dùng bằng tay nữa, cho nên là thừa lao động rất là nhiều. Mà cái thừa lao động ấy thì nó lại như thế này, thừa thì thừa thật, nhưng mà nếu ai đi làm ấy, là nhà nước người ta quy định là cái lương thu nhập của một người làm 1 tiếng, thu nhập của một người là ít nhất là 10 đồng trở lên. Có những công việc người ta tận 20 đồng, 30 đồng và 15 đồng, 12 đồng. À, trong cái đấy là đấy đấy là mình nói đi làm hãng nhé. Thì trong cái được tiền như thế, nhưng mà nếu gia đình ấy mà các bạn cưới nhau ấy, thì cái người lương cao hưởng cái bậc bậc 3. Còn nếu không thì hai người cùng hưởng bậc 4 thì cái thuế nó giảm. Còn nếu mà sống độc thân ấy thì người ta trừ thuế nhiều lắm các bạn. Trừ phải nói là hết nửa non đấy, nửa non thuế đấy. Cái người sống độc thân mà đi làm hãng thiệt lắm, trừ nhiều lắm. Thì đấy là đi làm. Còn những người mà người ta tính tiền công cao như thế, còn nếu không thì là thì không thì thôi. Nếu như không đi làm thì thôi, thì người ta nhà nước Đức này không có đủ việc làm cho người dân thì người ta ăn xã hội. Mà xã hội nhà nước không thể nói được là không có việc thì mà kệ, tự đi mà kiếm việc làm, tự mà lo mà sống bản thân, chứ người ta không lo cho người ta mà kệ, không có ở thế như thế. Ở Đức không có như thế. Ở Đức người ta không có việc làm cho người dân ấy, thì người nước ngoài cũng như người Đức là người ta cho hưởng chế độ xã hội, người ta gọi là Hartz IV, là chế độ xã hội. Mà như thế nào gọi là xã hội? Xã hội là tột cùng nhất của xã hội. Nhiều người người ta sĩ diện ấy, người ta dù đi làm lương thấp người ta cũng đi, chứ người ta không ăn xã hội. Người ta bảo là chìa tiện ngửa tay đi đi xin đồng xã hội, xấu hổ lắm. Nhưng mà chả biết mỗi người nghĩ nghĩ một kiểu, nhưng mà đa số là người ta cũng phải xin chứ, người không xin thì người ta ăn bằng cái gì. Thì nếu mà nói đến hưởng xã hội thì không mất một cái tiền gì cả. Nếu như các bạn có con có gia đình nhé, thì tiền nhà người ta trả cho này, tiền đi class chân phát các con là cũng xin được tiền xã hội này, chứ không phải tiền bỏ tiền túi ra. Rồi tiền bảo hiểm gia đình xã hội người ta cũng trả cho này, tiền thuê nhà người ta cũng trả cho này. Đấy, rất nhiều cái như thế. Cho nên là đấy là cái người có gia đình. Còn cái người mà độc thân, ví dụ như mình chẳng hạn này, là người ta cũng quên, mình chưa nói hết là cái gia đình. Thì cái xã hội đấy nhà không phải là
người ta cho bao nhiêu, người ta quy định là một đầu người là người ta trả cho bao nhiêu tiền ăn đấy, mình nói thế thôi nhé, mình không nói cụ thể nhé, là người ta quy định là trả cho bao nhiêu tiền ăn và người ta quy định là bao nhiêu đầu người và bao nhiêu mét vuông, chứ không phải là mình thích thuê cái nhà to nhà đẹp người ta cũng trả cho, không, nó có giới hạn. Và nếu mà mặc dù là không có việc làm cho các bạn nhưng mà các bạn còn tuổi lao động mà các bạn ăn xã hội thì hôm nay người ta gọi trình diện, mai người ta gọi bắt đi kiếm, đi tìm việc làm, rồi người ta giới thiệu việc làm, người ta biết rằng là đến đấy cũng người, cái người chủ ấy cũng không nhận, nhưng mà nó là cái luật ăn chế độ của người ta thì quyền người ta bắt phải như thế. Nào thì đi học tiếng này, nào đi học tìm việc làm này, rồi đi tìm việc làm này, nay gọi mai gọi, nói chung là cũng cũng cực cũng khổ lắm. Hoặc là đi đâu là phải báo cáo này, phải xin phép này đấy, ăn được tổng được một đồng xã hội của Đức ấy cũng không đơn giản các bạn ạ. Thì người ta trả tiền nhà cho này, người ta trả tiền ăn cho này, người ta trả tiền bảo hiểm cho này đấy, nhưng mà người ta chỉ trả tiền ăn, tiền nhà, tiền bảo hiểm cho thôi, còn những cái việc riêng ấy, ví dụ như là cho tặng đi shopping hoặc là mua ô tô thì cũng phải giới hạn, người ta quy định là từ 7.000 trở xuống chứ còn không được mua xe đắt hơn. Mà nhưng mà cái đấy là từ 7.000 trở xuống thôi, nhưng mà mình phải tự trả tiền chứ không phải người ta trả cho đâu các bạn nhé. Đấy thì mặc dù là không có việc làm người ta cho ăn, nhưng mà còn tuổi lao động thì người ta không để yên, người ta bắt đi tìm việc làm, rồi người ta giới thiệu việc làm, rồi thì đi học tiếng, rồi đi học tìm việc làm nhiều lắm. Đấy là cái phúc lợi của cái người ăn xã hội ở Đức như thế. Mà kể cả đi đi gai dơ nhé thì cũng phải xin phép, 1 năm là được 3 tuần, được 3 tuần thì xin phép thì mình đi thì xã hội người ta vẫn cho tiền. Còn nếu ngoài cái 3 tuần đấy mà đi lậu mà không báo nhé, mà người ta phát hiện ra thì người ta cắt tiền. Đấy các bạn nhé. Cái luật của Đức rất là nghiêm. Và bây giờ mình chia sẻ thêm này. Chính vì là ở bên Đông Đức này này, cái tư tưởng ấy, cũng có gia đình nhé. Con cái thì nó rất là có nhận thức. Thì nó vẫn đi học, nó vẫn thành thành đạt. Nhưng mà tùy từng gia đình thôi. Có nhiều gia đình ấy, là con cái đẻ tự do. Bởi vì trẻ con ở bên này này, nó được ưu đãi rất là lớn mà nó quyền quyền tự do của nó cao lắm. Cho nên là dưới 18 tuổi không được phép bắt nó đi làm, nó không đi làm. Không được bắt nó làm dọn việc nhà. Nói chung là nó không có phải làm. Cho nên nhiều nhà thì nó con gia đình gia giáo, bố mẹ lề nếp gia giáo thì con cái nó cũng có ý thức, nó không có đua đòi các bạn. Nó không đua đòi, nó không hút thuốc, nó không đua đòi, nó vẫn ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng mà nhiều gia đình nhé thì nó đua đòi bạn bè và nó không ăn học đến nơi đến chốn, và nó nói rằng có đi học cũng không xin được việc làm, vẫn ăn xã hội. Mà có nhiều nhiều người nhé còn cái nhận thức rất là kém, ví dụ như có việc nhưng mà lương thấp, không thích đi làm, nó bảo là đi làm ấy lương còn thấp hơn là ăn xã hội, nó tội gì nó đi làm. Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều người thì người ta chấp nhận kể cả lương thấp hơn xã hội, người ta cũng đi làm, người ta không thích ngửa tay xin xã hội, người ta giữ sĩ diện như thế các bạn ạ. Nó muôn hình muôn vẻ lắm. Thì bây giờ mình trở lại cái chuyện là tại sao ở Đức này hiện nay ấy, cái ngành y ấy, bác sĩ ấy, thiếu cực kỳ trầm trọng. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì cái quan niệm ấy là đấy, cũng như mình vừa mới nói nhé, là nó bảo là đi học, học ra cũng không có việc làm, chứ nó không học. Mà nó không đi học thì làm gì có bác sĩ, chỉ có nhà nào mà nó có lòi, nhà lòi, cha mẹ cũng làm bác sĩ thì người ta hướng cho con cái. Mà cái nhà nó có nề có nếp thì nó cũng hướng cho con cái thì con cái cũng làm bác sĩ. Mà nhiều người nhé, bố mẹ làm bác sĩ về hưu, con cái làm bác sĩ ngồi đúng vào cái chân của bố mẹ đấy, đấy nó như thế. Còn cho nên là bên Đức này này, không không biết các nước khác thì mình không biết, nhưng mà nước Đức này nhé, bác sĩ thiếu trầm trọng, kể cả bác sĩ nào cũng thiếu thiếu. Ví dụ như là mình ở cái khu vực mình mà xin được vào cái chỗ bác sĩ người ta gọi là house art ấy, là cái bác sĩ mà chuyên khoa, nhưng mà nó không phải là bệnh viện chuyên khoa, thì
vào đấy xin rất là khó, người ta toàn bảo người ta đủ người rồi thôi, người ta không nhận mới nữa, mà muốn xin vào cái chỗ tử tế ấy, cực kỳ khó. Thì mình phải xin những cái chỗ ví dụ nó xa hơn chỗ mình ở, hoặc là cái chỗ mà dân là người ta không được tín nhiệm lắm mà nó vắng người thì họ nhận. Còn cái chỗ mà người ta uy tín và gần cái gia đình chẳng nhà mình, hoặc ví dụ như là mình ưng mình thích ý, thì không bao giờ xin được bất kể bác sĩ gì. Thì cái bác sĩ người ta gọi là house art, các bạn có hiểu house art là như nào? Là bác sĩ chuyên khoa, thì mình đến đấy không phải chuyên khoa mà người ta chịu trách nhiệm. Là ví dụ như mình đến đấy là chẳng hạn như là cái chuyên khoa mắt, cái mắt chẳng hạn như mắt là mình đau mắt bình thường thôi thì người ta có thể cho thuốc, nhưng mà mắt của mình có vấn đề gì đấy thì người ta sẽ chuyển, người ta giới thiệu đi cái chuyên khoa mắt để khám mắt, hoặc là tai mũi họng đấy cũng ví dụ như thế, hoặc là cái phụ khoa cũng thế thôi. Nó bình thường thì người ta cho thuốc, còn nó đặc biệt một tí thì người ta lại phải giới thiệu đi cái bác sĩ chuyên khoa của cái khoa mắt, khoa mũi, hoặc là khoa họng, hoặc là khoa tim, khoa thận đấy, nói chung là như thế. Nhưng mà trước hết là phải đến cái house art của mình, xong người ta viết giấy giới thiệu đi, chứ mình không tự động đi được. Đấy, nó là như thế. Thì cái bác sĩ đấy cũng cực kỳ là xin khó, kể cả phụ khoa, bác sĩ phụ khoa cũng khó, bác sĩ mắt lại càng khó. Rồi bất kể bác sĩ nào bây giờ ở bên Đức này cực kỳ thiếu, khó ơi là khó. Đi khám á, đi xin vào những cái chỗ mà mình ưng ý đã khó rồi, và mình đi khám ấy, mình lấy được cái giấy để mà được khám ấy, thì người ta phải có cái ngày hẹn. Mà cái ngày hẹn đấy đến cũng không phải là người ta khám đến cái giờ hẹn của mình, người ta cũng không khám ngay cho mình được. Thậm chí nhá, có những cái khoa đấy, mình ví dụ như khoa mắt thôi, là cái ngày hẹn của mình chờ tận 6 tháng mới đến lượt. Nhưng đến lượt cái ngày hôm đấy đến khám á, thậm chí ngồi 2 tiếng, 3 tiếng chờ các bạn ạ. Không đơn giản một tí nào cả, đi bác sĩ ở bên Đức này này khó lắm. Mà nhất là bị cấp cứu, bị ốm nhá, thì chỉ có gọi xe cấp cứu người ta đến thì người ta sẽ cấp cứu cho mình ngay. Còn nếu mà tự chở nhau đi, tự vào bệnh viện nhé, thì chờ cực kỳ lâu ơi là lâu. Đấy không phải để gọi là cấp cứu nữa rồi. Mình có vào đến cái chỗ cấp cứu nhưng mà vẫn phải chờ đợi lâu lắm các bạn ạ. Nói chung là ở bên Đức này này, bác sĩ thiếu trầm trọng. Lý do là vì việc làm không có mà chỉ có ăn xã hội. Chứ nhiều người, người ta quan niệm rằng có đi học cũng không xin được việc, chứ người ta không đi học. Cho nên là bác sĩ thiếu lắm các bạn ạ, thiếu lắm. Đấy là cái là vừa rồi mình đã chia sẻ cái chế độ phúc lợi của người Đức cho mấy bạn yêu cầu mình nhé. Thì cái video này cũng đã dài và mình chia sẻ cũng gần như đầy đủ. Thì nếu như các bạn nào có muốn mình chia sẻ về cái gì và hỏi cái gì thì các bạn cứ bình luận và mình sẽ chia sẻ tiếp nhé các bạn nhé. Thì cái video này nó cũng đã dài, mình xin phép dừng ở đây và rất mong các bạn xem hết video các bạn nhé. Chứ nhiều khi cái video làm 22 phút này nha, các bạn xem có 3-4 phút thôi, thì cái đằng sau nó còn rất nhiều cái thú vị, cái lý thú mà các bạn không xem đến, nó phí lắm. Bye bye các bạn. Bye bye.